Rồi quý vị ơi, bonsai số 66, 6 cây sơn liễu 350k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại chuyển khoản nha quý vị. 6 cây sơn liễu Thái nha. Rồi. Số 1. Số 2. Số 3. Số 4. Số 5 nha. Rồi cây cuối cùng quý vị ơi. Cái loại này bây giờ cũng hết hàng rồi quý vị ơi, lâu lâu mới bán lô vậy đó. Chứ không có nhiều nữa. Cái này giờ không ai làm nữa trơn. Tôi đi sưu tầm về tôi bán cây kiếm 10.000 dân nghệ cho vui thôi, chủ yếu bán sâm hương nha quý vị. Chứ cái này giờ hết hàng rồi. Không có ai sản xuất cái loại thứ này chứ. Bên xe đét nó làm này nhiều lắm mà nó làm bụi bụi không à. Bụi bụi lùm gì đó, cây gì nó cao gì nửa thước một cây không à. Chứ nó không có làm mini như vậy để bàn nha quý vị. Cây về nè. Mua về để lên cái bàn, vô cái chậu nhỏ nhỏ để trên bàn. Tỉa cái lá, nó ra cái lá này nè. Có bông luôn nha quý vị. Bông nó màu vàng, trái nó màu đỏ đỏ nhỏ nhỏ luôn nha, rất là đẹp nha. Đó, cái hàng này bây giờ ai đâu mà làm nữa. Cũng không có ai mà mua cái này về bán, nó cực lắm. 6 cây về 350 mà phải đóng vô cái thùng gói từ cây cho quý vị nữa. Cây kiếm 10.000, không ai làm hết trơn. Rồi kết thúc nha quý vị.